sắp xét xử phúc thẩm vụ cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 bị cáo khác được xác định bỏ trốn và bị truy nã. Sau đó, họ được các luật sư kháng cáo thay. Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội dự kiến ngày 22 tháng 5 mở phiên tòa xét kháng cáo của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC, đang bị truy nã, và 14 bị cáo khác trong tổng số 36 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty AIC, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và các đơn vị liên quan. Hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán do ông Mai Anh Tài làm chủ tọa. Trong số những bị cáo kháng án, ngoài bà Nhàn, do luật sư kháng án thay, còn có 2 cựu phó tổng giám đốc AIC Trần Mạnh Hà và Hoàng Thị Thúy Nga, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ. Trong số này, bà Nhàn và ông Hà cùng 6 bị cáo khác đang bị truy nã. Bị đơn dân sự của vụ án có kháng cáo là Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, AIC, các ông Trần Đình Thành, cựu bí thư Đồng Nai và ông Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, không kháng án mà chấp nhận hình phạt sơ thẩm. Hồi cuối tháng 1, luật sư của bà Nhàn đã kháng cáo thay với nội dung cho rằng cơ quan tố tụng điều tra chưa đầy đủ, chưa chứng minh được bà này là chủ mưu vụ án. 7 bị cáo khác đang bỏ trốn cũng được các luật sư kháng cáo thay với nội dung đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án sơ thẩm. Ngoài ra, ông Phan Huy Anh Vũ xin xem xét giảm nhẹ hình phạt bà Thúy Nga. Mong tòa phúc thẩm đánh giá lại vai trò của bị cáo để đưa ra phán quyết về việc bà này chỉ là người làm công ăn lương, làm việc theo chỉ đạo. Theo bản án sơ thẩm ngày 4 tháng 1, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo nhân viên thuộc các phòng ban trong công ty AIC móc ngoặc với chủ đầu tư, phân công một số công ty làm quân xanh, quân đỏ trong quá trình đấu thầu và trúng thầu. Trước khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đồng Nai, bà Nhàn gặp và nhờ ông Trần Đình Thành mời lãnh đạo tỉnh cùng các sở, ngành ăn trưa. Mục đích để giới thiệu công ty AIC và tạo điều kiện cho AIC tham gia các dự án của tỉnh. Sau đó, bà Nhàn và Nga nhiều lần gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, đề nghị tạo điều kiện cho công ty tham gia đấu thầu và trúng các gói thầu thiết bị y tế tại dự án bệnh viện. Cấp sơ thẩm kết luận quá trình công ty AIC tham gia và trúng thầu, các ông Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái nhận hối lộ. Mỗi người tổng số tiền 14,5 tỷ đồng từ bà Nhàn và phía doanh nghiệp, còn ông Phan Huy Anh Vũ nhận 14,8 tỷ đồng. Sai phạm về đấu thầu của bà Nhàn và các bị cáo trong vụ án gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Với những kết luận trên, hội đồng xét xử tuyên phạt ông Thành 11 năm tù, ông Thái 9 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Bà Nhàn bị phạt tổng mức án 30 năm tù, ông Vũ lĩnh tổng hình phạt 19 năm tù, bà Hoàng Thị Thúy Nga lĩnh 12 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 29 bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 30 tháng tù treo đến 6 năm, 6 tháng tù. Cũng liên quan đến những sai phạm của công ty AIC, ngày 20 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố cựu chủ tịch AIC, Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 8 bị can khác trong vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại AIC, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan. Trong số này, bà Nhàn và Phó Tổng Giám đốc AIC Trần Mạnh Hà đang bị truy nã. Ngoài vụ án trên, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và ông Trần Mạnh Hà còn liên quan đến vụ án tại Sở Y tế Quảng Ninh. Theo cáo buộc, bà Nhàn và anh trai là Nguyễn Anh Dũng cùng nhiều người khác đã thông đồng với các bị can thuộc Sở Y tế Quảng Ninh, móc ngoặc với nhà thầu và công ty AIC để các doanh nghiệp và công ty Mofa trúng trái quy định sau gói thầu, gây thiệt hại 73 tỷ đồng.